Quản trị kinh doanh đi theo cái hướng ngành như thầy chia sẻ với tất cả các bạn đó, thì các bạn sẽ được học về cái ngành là quản trị về digital marketing. Digital marketing là gì? Digital marketing là tiếp thị trên nền tảng kỹ thuật số ha. Các bạn đi ra ngoài đường, các bạn thấy những cái bảng hiệu quảng cáo, các bạn lên mạng, các bạn thấy những cái quảng cáo trên Facebook, các bạn lên Google, các bạn search, các bạn thấy những cái quảng cáo trên Google, hay các bạn đi vào những cái trang báo, bạn đọc như là VN Express kênh 14 ngôi sao, các bạn sẽ thấy những cái banner họ quảng cáo, các bạn sẽ thấy những cái quảng cáo trên, khi bạn nghe nhạc trên nền tảng YouTube, các bạn sẽ thấy người ta quảng cáo những cái đoạn video clip trên đó. Các bạn chạy vào TikTok, các bạn chạy vào Instagram, các bạn thấy những cái quảng cáo trên đó, thì tất cả nó thuộc phạm trù của ngành Digital Marketing. Thì bạn học Digital Marketing, bạn sẽ học gì? Bạn sẽ học về cách sản xuất hình ảnh nè, làm sao để thiết kế một cái banner, một cái thiệp như ở phía trên thầy vừa nói nha, rất là nhiều cái ấn phẩm trong cái công ty của mình. Rồi làm sao để các bạn có thể sản xuất video hay là những cái audio video phục vụ cho quảng cáo như trên truyền hình ha, rồi phục vụ quảng cáo trên video, trên YouTube hoặc là trên Facebook, Instagram, TikTok gì đó. Rồi các bạn có thể sản xuất ra những cái đoạn âm thanh để các bạn chạy những cái chiến dịch quảng cáo trên radio. Rồi các bạn có thể học về làm sao để đưa cái website của mình lên top của Google nè. Rồi học những cái môn về truyền thông trên mạng xã hội, ví dụ Facebook, TikTok, Instagram như thầy chia sẻ. Rồi các bạn có thể học những cái kiến thức liên quan đến làm sao để mình hiểu về thương mại điện tử nó là gì ha. Ví dụ như Tiki, Lazada, Shopee hay là những cái trang thương mại điện tử rất là nổi tiếng của nước ngoài như Alibaba hay là Taobao gì đó ha, thì các bạn sẽ hiểu cách vận hành của cái môi trường về thương mại điện tử và email marketing ha, gỡ cách làm marketing trên email. Rồi các bạn biết cách để quản lý và chọn lọc biên tập cái nội dung, làm sao mình ngoài cái việc kỹ thuật thì các bạn biết cách để xây dựng cái nội dung trên trên những cái nền tảng công nghệ ha. Rồi các bạn có như học những cái môn thiết kế web cơ bản nè, rồi các bạn sáng tạo nội dung nè, rồi phân tích dữ liệu marketing, thì đây là một số cái môn một số cái mà các bạn sẽ học về cái ngành về digital marketing ha. Thì trong cái ngành quản trị kinh doanh thì các bạn sẽ được học tổ hợp bốn cái tổ hợp lớn mà các bạn cần lưu ý. Là thứ nhất là tổ hợp về ngoại ngữ tin học thì chắc chắn là các bạn phải học rồi. Thì cái tổ hợp liên quan đến ngành quản trị kinh doanh là cái tổ hợp mà các bạn cần phải học, bởi vì các bạn đang học ngành quản trị kinh doanh và các bạn cần để các bạn sử dụng cho cái công việc tương lai của các bạn cũng như là cái việc liên thông của các bạn ha. Ngoài ra các bạn sẽ được học cái tổ hợp bốn cái phần mềm cơ bản nhất trong thiết kế đồ họa, đó chính là Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere và After Effects ha. Là bốn cái phần mềm rất là cơ bản nhưng mà nó giải quyết được hầu hết tất cả các công việc của các bạn về cái tổ hợp đồ họa dựng phim. Ngoài ra thì bên cái về cái tổ hợp digital thì các bạn sẽ học được cái môn thiết kế web cơ bản nè, rồi tối ưu hóa cái từ khóa nè, rồi quảng cáo trên Google, quảng cáo trên YouTube, quảng cáo trên Facebook, quảng cáo trên website ha, rất là nhiều. Rồi ngoài ra thì rất là nhiều cái môn hỗ trợ cho các bạn. Thì trong cái phạm trù cái thời gian nó không còn nhiều quá, thì thầy chỉ giới thiệu sơ cho các bạn về cái cơ bản như thế về ngành quản trị kinh doanh thôi. Và học cái ngành digital marketing á, thì các bạn cái cơn khát nhân sự của ngành này đang rất là cao ha, và cái ngành này là phát triển không ngừng, và đồng thời thu nhập của cái ngành này rất là cao, và các bạn có thể thỏa sức sáng tạo khi mà các bạn học cái ngành này. Đây là một số cái thông tin cơ bản mà thầy muốn chia sẻ với tất cả các bạn, ví dụ như là những cái thông tin trên CafeBiz hay là những cái trang bạn có thể search bất kỳ, lên Google trên search box các bạn search là học ngành digital marketing có tốt hay không, ngành này có dễ xin việc hay không, thì các bạn sẽ ra được rất là nhiều cái thông tin rất là hữu ích cho các bạn. Là một, đây là cái ngành mà cái bản đồ về cái lương bổng nó rất là cao so với những cái ngành khác ha. Thì một lần nữa thì chào mừng tất cả các bạn sinh viên đang theo học ngành quản trị kinh doanh. Có thể bạn đã biết là học cái ngành quản trị kinh doanh chuyên ngành về quản trị digital marketing rồi, hay là bạn chưa biết là cái ngành quản trị kinh doanh sẽ học theo hướng này, thì các bạn hoàn toàn yên tâm khi mà mình học cái ngành này tại trường khoa kinh tế tại trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh. Và các bạn yên tâm hoàn toàn, cái ngành này là đều dạy bắt đầu từ zero, từ con số 0, nên mình tất cả mọi người đều bắt đầu lại con số 0 ha, và nam và nữ đều học được cái ngành này. Thì đó là cái tâm lý mình chuẩn bị để cho mình học cái ngành này. Nó không có cái gì là cần các bạn phải biết vẽ, cần bạn phải biết công nghệ gì hết, bởi vì tất cả chúng ta đều là thuộc nhóm ngành kinh tế và chúng ta đều có xuất phát điểm như nhau ha. Thì hoàn toàn yên tâm. Rồi tiếp theo thì sẽ chia sẻ tiếp theo về cái ngành về marketing ha. Vậy thì các bạn sẽ đặt ra một cái câu hỏi là tại sao đã có ngành digital marketing rồi mà nó còn ngành marketing nữa? Thì nó ở bên đây nó sẽ có cái sự khác biệt
với ngành về quản trị kinh doanh. Quản trị kinh doanh là chỉ chuyên làm marketing trên nền tảng kỹ thuật số thôi, nhưng mà bên mà ngành marketing sẽ chú trọng cho các bạn trong cái việc mà các bạn xây dựng thương hiệu nè, nghiên cứu thị trường nè, rồi các bạn sẽ có những cái chiến lược marketing, những chiến lược sản phẩm, những cái chiến lược về giá, những chiến lược về phân phối, những chiến lược về quảng cáo này nọ đồ cho cái công ty của mình ha. Thì các bạn học rất là nhiều về chiến lược, và đồng thời các bạn sẽ được học tổ hợp những cái môn về truyền thông quảng cáo và tổ chức sự kiện. Ngoài ra, một cái ưu điểm các bạn học ngành này so với những cái trường khác là thầy đã tích hợp thêm một số môn ở của cái ngành truyền thông đa phương tiện vào cho các bạn. Có nhiều bạn lăn tăn là không biết bây giờ học marketing hay là truyền thông đa phương tiện á, thì nhiều môn đa phương tiện thầy đã tích hợp trong cái chương trình này, và những cái môn này đều được mời thỉnh giảng từ những giảng viên rất là uy tín và có chuyên môn tại trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình để đến dạy cho các bạn khi mà các bạn học ngành marketing tại trường của mình ha. Thì đây là những cái tổ hợp mà các bạn sẽ học trong cái ngành marketing. Thứ nhất là tổ hợp về tin học ngoại ngữ thì giống như là những cái ngành khác các bạn đều phải học. Và cái thứ hai là các bạn sẽ học tổ hợp về marketing, ví dụ như hành vi khách hàng, quản trị marketing, quản trị thương hiệu, quản trị chất lượng vân vân, rất là nhiều cái kiến thức chuyên sâu. Bên quản trị kinh doanh nó sẽ chuyên về kỹ thuật, còn bên đây sẽ bên marketing nó sẽ thiên về chiến lược ha. Các bạn sẽ lên chiến lược rất là bài bản cho một cái chiến dịch hay là một cái chiến lược marketing cho công ty của mình. Ngoài ra các bạn sẽ học được cái tổ hợp về truyền thông quảng cáo và tổ chức sự kiện ha, nhưng như môn là quan hệ công chúng hay còn gọi là PR đó, rồi quảng cáo nè, quảng cáo trên truyền hình, quảng cáo trên radio, rồi truyền thông marketing tích hợp, rồi tổ chức sự kiện ha. Rồi bên cái môn tổ hợp truyền thông đa phương tiện thì như thầy có chia sẻ là đây là những cái giảng viên bên trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình đến dạy cho các bạn đó, thì sẽ dạy cho các bạn cách để quay dựng một cái phim quảng cáo, cách để bạn sản xuất một cái đoạn clip bạn chiếu trên truyền hình, cách để bạn sản xuất những cái chương trình game show giải trí The Face, Việt Nam Next Top Model, hay là những cái chương trình chuông vàng vọng cổ, thách thức danh hài ha. Các bạn sẽ hiểu được cái cách thức để người ta tổ chức những cái chương trình giải trí này như thế nào. Đó, đó là cái sự khác biệt giữa cái ngành marketing và cái ngành digital marketing, để cho các bạn học hai ngành này các bạn khỏi lăn tăn là à, em không biết em theo cái ngành gì, bởi vì em cũng chưa có cái nhận thức rõ ràng cái sự khác biệt giữa hai cái ngành này ha. Thì đó là một số để các bạn hình dung về hai cái ngành, đặc biệt digital marketing hay marketing là những cái ngành đang rất là khác nhân sự, và thu nhập cái bản đồ về thu nhập của cái ngành này cũng tương đối rất là cao ha. Trong cái thời lượng của cái chương trình nó cũng không có nhiều quá nên là thầy không có chia sẻ nhiều, mặc dù thầy đã chuẩn bị rất là nhiều ha. Thì những cái thông tin liên quan đến những cái ngành này thì các bạn có thể liên hệ với thầy trong group Zalo của khoa kinh tế, hoặc là do vào fanpage của anh đó, thầy sẽ trả lời cho tất cả các bạn khi mà còn mình còn lăn tăn giữa hai ngành marketing và digital marketing thuộc ngành quản trị kinh doanh. Và đối với những cái bạn nào học ngành quản trị kinh doanh thì các bạn sẽ tốt nghiệp, các bạn sẽ lấy được cái bằng là cử nhân cao đẳng quản trị kinh doanh, và đồng thời các bạn sẽ được thêm hai cái chứng nhận, đó là thiết kế đồ họa và digital marketing. Còn đối với những bạn học ngành marketing thì các bạn sẽ được nhận một cái bằng cao đẳng cử nhân chuyên ngành về marketing, và các bạn có thể liên thông được các ngành kinh tế khác tại các trường đại học trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng như trên toàn quốc của mình ha. Thì đây là một số cái chia sẻ của thầy liên quan đến khoa cũng như là hai cái ngành digital marketing và marketing tại khoa kinh tế.